thứ ba tuần 17 thường niên. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả các gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe." Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Sống thành thật, đạo đức thật, yêu thật. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Cỏ lùng giống y như cây lúa, người gian ác có khi chẳng khác gì kẻ có lòng ngay. Đôi khi kẻ giả vờ đạo đức còn có sức cuốn hút hơn người khác nhiều lần, hơn là những người đạo đức thật. Kẻ giả vờ yêu lại đánh lừa được người có lòng yêu chân thật. Kẻ giả vờ công chính có vẻ công chính hơn là những người công chính. Kẻ giả vờ từ thiện, bác ái lại kiếm trác được nhiều của từ thiện, bác ái hơn là người có lòng yêu người thật. Cỏ lùng và lúa giống y nhau. Cái thiện cái ác vẫn còn sống chung trong một con người. Chính mình đôi khi không nhận ra hai mặt của lòng mình, thì làm sao mà nhận ra cái hai mặt của người khác? Vì thế, đừng vội trách ai là cỏ lùng, cũng đừng vội mừng ai là cây lúa tốt. Chỉ có Thiên Chúa mới thấu suốt cái hai mặt hai lòng của mỗi con người. Chúng ta luôn lầm lẫn, cả lầm lẫn chính mình và lầm lẫn anh em. Đối với Chúa thì không hề lầm lẫn. Một là phải, hai là không, chứ giống là không phải. Chúa biết rõ mọi sự kín nhiệm, mọi ý định gian dối, mọi động thái giả vờ, lừa đảo, đóng kịch trong lòng mỗi người. Ước gì các gia đình không làm cỏ lùng xinh đẹp cho người ta biết mình giống cây lúa, nhưng hãy sống thật chân thành với Chúa, với giáo hội, với nhau và với mọi người. Nếu muốn đánh bóng đạo đức để thiên hạ ca tụng, thì hãy nhớ câu nói này của Chúa Giêsu: "Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy." Vâng, ai dạy gì mà chọn cho mình một cái kết đắng ở đời sau như vậy? Sống trong sự thật, sống thật, yêu thật, khiêm nhường thật, sẻ chia thật là sống trong Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình quyết tâm bỏ cách sống giả hình để sống thật với Chúa, với nhau và với mọi người. Amen. Sống theo lời Chúa TV luôn mong ước mọi người được sống vui nhờ vui sống lời Chúa, và nhất là vui sống lời Chúa trong gia đình chúng ta. Bấy giờ, nhờ lời Chúa, mái nhà trở nên mái ấm hạnh phúc, gia đình là địa chỉ của tình yêu thương và niềm hy vọng. Mái nhà là cung điện vàng của Thiên Chúa ngự trị. Gia đình là khởi đầu việc hình thành một thiên đàng cho hôm nay và vĩnh cửu. Mái nhà là nơi phát sóng tình yêu và tin mừng của Thiên Chúa cho mọi người. Gia đình trở nên một cộng đoàn chứng nhân đức tin cậy mến. Vâng,
Chúa cho con một mái nhà, ấm tình mẹ, ấm tình cha. Chính vì ấm tình mẹ, ấm tình cha mà chúng ta có tất cả cuộc hiện hữu trên trần gian và niềm hy vọng trùng phùng đoàn tụ trong nước của Thiên Chúa, trong cõi sống đời đời. Xin lặng một thoáng để ngẫm tình thương, nỗi vui, niềm hy vọng và hạnh phúc, rồi cùng cất lên lời ca. Chúa cho con một mái nhà, ấm tình mẹ, ấm tình cha. Tạ ơn Chúa và cầu xin cho cha mẹ mãi là ánh sáng đức tin cậy mến, mãi sống lời Chúa và soi chiếu cho cuộc đời chúng ta con đường hạnh phúc bình an. Theo ngày đoàn.
đoàn con này xin Chúa.